Bạn thì qua clip này á, công ty VQ Việt chúng tôi xin giới thiệu với các bạn về cái dòng súng Hun Sơn R21X và một số cái linh kiện thay thế của nó. Thì khi mua về chúng ta sẽ có cái súng đây. Thì chúng ta sẽ có cái súng Hun Sơn R21X. Thì ở đây á, nó thường sẽ có hai model, một model á, là kim là 1.3 như là tôi đã cầm ở đây. Thì nó là R21X G13. Thì cái nắp chụp của nó sẽ có số 13 đó, và cái này là kim 1.3 chuyên dùng để phun bóng nó trên cái đồ gỗ nội thất. Ở trên này bét của nó sẽ có một số 1.3. Thì đây là cái dòng súng Hun Sơn có chất lượng rất là cao, được rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng. Thì trong quá trình sử dụng á, thì chúng ta vệ sinh á, khi vệ sinh chúng ta không ngâm nguyên cây súng này vào chất tẩy rửa mà chúng ta chỉ vệ sinh sạch sẽ thôi. Thì trong quá trình sử dụng thì một số bộ phận quan trọng nhất của súng là cái nắp chụp, cái kim đó, cái kim này đây, chúng ta nhìn thấy kim đây, và cái đầu bét đó, cái đầu bét như nãy tôi vừa mở ra đấy đó, là ba bộ phận quan trọng nhất. Và trong quá trình sử dụng lâu ngày quá thì nó sẽ bị mòn. Thì chúng ta có thể mua linh kiện thay thế. Thì giả sử đây chúng ta sẽ có cái linh kiện R21X G13 là cái nắp chụp. Thì chúng ta cũng có thể là mua thêm cái nắp chụp này để chúng ta có thể là sử dụng. Đó, thì trên này nó sẽ có số 13. Đó là kim bét 1.3. Thì công ty VQ Việt chúng tôi cung cấp đầy đủ các cái linh kiện cho các cái dòng súng Hun Sơn này và các dòng súng Hun Sơn khác. Thì để ủng hộ kênh và nhận được các clip mới nhất thì quý khách vui lòng like, share, subscribe. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách thành công.